thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp nhất trong giấc mơ đó. Quãng thời gian 3 năm trôi nhanh như cơn gió, mải mê trong những con chữ, bất giác chúng ta giật mình trước sắc đỏ của hoa phượng thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đang đến, nhưng mùa hè năm nay sao lại nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến như vậy. Thank you.
một chương tuổi trẻ đã khép lại. Tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay sẽ thuộc về quá khứ. Biết làm sao khi mỗi chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành. Dù yêu đến cháy lòng cũng không thể sống mãi thời áo trắng. Chúng mình đã ở đây, mỗi sớm mai lên cùng nhau vai gầy gọi nắng. Mỗi khi chiều về cùng ngắm những chuyến mưa qua. Và đội dắt tay nhau đến trường vào những ngày văn lan mùa lá đổ. 12E đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng mình thành gia đình lớn, nối trọn bóng yêu thương. Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với lớp học thân quen, hàng ghế đá, hành lang sân trường, những nơi đã chứng kiến cả một thời áo trắng của chúng ta. Xin được gửi lại thanh xuân và những điều đẹp đẽ nhất ở